Dạ vâng ạ. À, em xin cảm ơn và xin kính chào các quý thầy cô và các quý đồng nghiệp ở chuyên ngành tai mũi họng. À, em là bác sĩ Đào Việt Hằng thì em đến từ phân môn tiêu hóa của bộ môn nội tổng hợp trường Đại học Y Hà Nội. À, hôm nay thì em xin phép được chia sẻ một số những cái điểm mới trong các cái khuyến cáo mà liên quan đến vấn đề trào ngược ở trên thế giới cũng như là có một chút cập nhật về các cái phương pháp mà có thể tiến hành được ở Việt Nam dưới góc nhìn của bác sĩ tiêu hóa. Thì trong những năm qua thì đã có khá nhiều những cái thay đổi uh, liên quan đến vấn đề quản lý trào ngược. Chẳng hạn như là trong khuôn khổ từ năm 2018 cho đến năm 2021 thì liên tục trên thế giới đã có khoảng 4 đến 5 cái hướng dẫn mới. Trong đó thì cái hướng dẫn mà đối với các bác sĩ ở chuyên ngành tiêu hóa mà được coi là đóng vai trò rất quan trọng hiện tại trong tất cả các hội nghị hội thảo hoặc là trong tất cả những vấn đề liên quan đến thực hành lâm sàng ở Việt Nam cũng đã bắt đầu được áp dụng. Đấy chính là đồng thuận Lyon năm 2018 xác nhận các cái tiêu chuẩn chẩn đoán của trào ngược. Uh, tuy nhiên thì đến năm 2021-2022 thì đã có thêm một số những cái cập nhật của hội tương hóa Hoa Kỳ thì quay trở lại cái định nghĩa Montreal về gột thì đây là cái định nghĩa kinh điển về về gột tức là khi mà cái tình trạng trào ngược ở dưới dạ dày lên trên thực quản phải gây cái triệu chứng khó chịu cho bệnh nhân hoặc là biến chứng thì lúc đó mới là gột thế thì đối với các bác sĩ ở chuyên ngành tai mũi họng thì sẽ gặp chủ yếu là trào ngược họng thanh quản thế còn đối với các bác sĩ ở chuyên ngành tiêu hóa thì chủ yếu bọn em sẽ gặp là các bệnh nhân có triệu chứng thực quản tuy nhiên trong những năm gần đây thì bọn em cũng thấy là có một tỷ lệ các bệnh nhân đến với các cái triệu chứng không điển hình rất là nhiều mà trong đó thì các triệu chứng ở khu vực uh, tai mũi họng, hô hấp và tim mạch là những cái triệu chứng mà thường gặp Vậy thì mà về mặt dịch tễ thì ở Việt Nam có gì đặc biệt? Thì ở Việt Nam thật ra cái tỷ lệ mà trào ngược nếu như mà nói về cái tỷ lệ mà thật sự từ số liệu ở Việt Nam một cái nghiên cứu lớn trên quần thể cả nước thì ở trong chuyên ngành tiêu hóa chưa có. Tuy nhiên thì đối với cái tỷ lệ chung ở khu vực Đông Nam Á thì nó sẽ rơi vào khoảng độ 7,4%. Và năm vừa rồi, năm 2021 thì đã có một cái đồng thuận một chút nữa em sẽ nhắc đến đấy là đồng thuận C si, là đồng thuận mà ở khu vực Đông Nam Á trong đó thì cũng xác lập cái tỷ lệ mà ở cái khu vực của chúng ta thì chủ yếu cái trào ngược gặp sẽ là nhóm mà không có tổn thương trên nội soi. Cái nhóm này bọn em gọi là nhóm nợt. Thì cái nhóm nợt này sẽ chiếm tỷ lệ từ 80 cho đến 90% các trường hợp ở Việt Nam. Và đối với cái nhóm nợt này thì nó có một cái đặc điểm. Đấy là nó không có tổn thương trên nội soi nhưng mà đáp ứng với PPI thì lại kém hơn so với cái nhóm mà có tổn thương ở trên nội soi. Vậy thì các phương pháp thăm dò trên thế giới và tại Việt Nam thì có gì? Các phương pháp thăm dò trên thế giới hiện tại được nhắc đến nhiều nhất thì sẽ bao gồm thứ nhất là dựa vào các cái triệu chứng lâm sàng kinh điển, trong đấy có hai triệu chứng là trào ngược, cơn trào ngược điển hình và nóng rát sau xương ức hoặc là các bác sĩ có thể sử dụng các cái bộ câu hỏi như là gợt Q hoặc là sử dụng cái điều trị thử PPI trong vòng 2 tuần. À, tuy nhiên thì theo cái đồng thuận Lyon một chút nữa chúng ta sẽ nhắc đến thì có cái vai trò vô cùng quan trọng của nội soi của đo pH trở kháng 24 giờ và có thể sử dụng thêm một cái phương pháp nữa, đấy là đo áp lực và nhu động thực quản độ phân giải cao để mà mình loại trừ các cái rối loạn về nuốt vì nó cũng có thể có các cái triệu chứng tương tự như là trào ngược. Đây là đồng thuận Lyon năm 2018 2019 thì đồng thuận Lyon xác định là chúng ta chỉ có thể khẳng định hoặc chẩn đoán xác định đây là trào ngược nếu như thứ nhất là trên nội soi có cái tổn thương nặng Tổn thương này sẽ bao gồm là viêm thực quản trào ngược độ C, độ D Hoặc là ba rét thực quản đoạn dài trên 3cm Hoặc là có loét hẹp thực quản thật sự Hoặc là nếu mà trên đo pH hoặc đo pH trở kháng 24 giờ Thấy thời gian niêm mạc thực quản tiếp xúc với axit trên 6% Thì lúc đó mới chẩn đoán xác định đây là trào ngược Thế thì ở Việt Nam cái tỷ lệ mà viêm thực quản độ C, độ D thật ra là vô cùng ít. Một năm bọn em tiến hành nội soi rất là nhiều thì có lẽ số ca mà viêm thực quản độ C mà có thể gặp được ấy, có lẽ nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Cho nên đấy là lý do vì sao mà ở trong cái đồng thuận C cũng có nhấn mạnh là ở khu vực Đông Nam Á thì cái tỷ lệ chủ yếu gặp sẽ là cái nhóm mà không có cái tổn thương ở trên nội soi. Một cái định nghĩa nữa được đưa ra đó là định nghĩa về gột kháng trị, thì gột kháng trị được định nghĩa là khi mà sử dụng PPI trong vòng 8 tuần mà bệnh nhân không đáp ứng. Tuy nhiên thì có một điểm cần chú ý đấy là về liều. Liều PPI ở các khuyến cáo của châu Âu và các khuyến cáo ở châu Á là có sự khác biệt. Đối với các khuyến cáo của châu Âu thì cái liều này nó phải là liều gấp đôi liều tiêu chuẩn. Thế còn đối với các khuyến cáo ở khu vực châu Á Thái Bình Dương thì cái liều PPI mà trong chẩn đoán gột kháng trị nó là liều tiêu chuẩn. Về mục tiêu điều trị của GERD thì nếu như mà bệnh nhân mà có tổn thương trên nội soi thì mình sẽ phải làm liền cái tổn thương này. Thế nhưng cái mục tiêu lớn nhất đối với cái nhóm bệnh nhân này đấy là giải quyết vấn đề về triệu chứng bởi vì hầu hết bệnh nhân là than phiền với cái triệu chứng rất là đa dạng và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Thế thì đối với cái vai trò của PPI thì trong các cái khuyến cáo của khu vực châu Á Thái Bình Dương thì nếu có tổn thương trên nội soi thì thường sẽ phải mất khoảng độ từ 4 đến 8 tuần mới có thể làm liền được cái tổn thương trên nội soi này và khi mà sử dụng PPI thì sẽ có một cái đặc điểm cần lưu ý, đó là trừ cái nhóm Prazo là không phụ thuộc vào bữa ăn, thế còn các PPI còn lại thì đều được khuyến cáo là mình phải sử dụng trước bữa ăn sáng 30 phút thì mới đạt được cái hiệu quả cao nhất. Và trong cái trường hợp mà thất bại thì mình sẽ phải phối hợp với các cái thuốc khác hoặc là mình sẽ phải tăng liều hoặc là mình sẽ phải uh, sử dụng thêm một số những cái nhóm thuốc tâm thần kinh thì tất cả những cái này đã được đưa vào các cái khuyến cáo về đồng thuận si liên quan đến khu vực đó Đông Nam Á thì cái đồng thuận này là dành riêng cho cái nhóm gợt nhẹ và trung bình ờ, thì cái đối với cái nhóm này ấy, thì đối với cái đồng thuận này thì cũng đưa ra một cái đặc cũng đưa ra một cái thống nhất đấy là mặc dù ở khu vực Đông Nam Á cái tỷ lệ mà không có tổn thương trên nội soi chiếm tỷ lệ lớn nhưng mà theo các nghiên cứu đặc biệt là các nghiên cứu ở Hàn Quốc ở Nhật Bản và ở Hồng Kông thì thấy là đây là cái nhóm mà đáp ứng với PPI kém vì vậy cho nên trong thực tế chúng ta sẽ gặp những bệnh nhân mà không có cái tổn thương trên nội soi nhưng mà bệnh nhân vẫn than phiền về triệu chứng rất là nhiều và trong trong các cái cơ chế bệnh sinh của trào ngược ấy, thì có cái vai trò của túi acid thì cái vai trò của cái túi axit này nó sẽ nằm ở ngay cái khu vực chỗ nối giữa dạ dày và thực quản và nó đóng vai trò trong cái cơ chế trào ngược dịch axit của người bệnh. Và theo cái đồng thuận số 8 ở trong đồng thuận C thì nhấn mạnh là việc sử dụng các antichinat thì có thể tác động đích vào cái túi axit này. Đồng thuận si cũng nhấn mạnh là tại khu vực của chúng ta thì vì là cái điều kiện nó còn nhiều mặt hạn chế cho nên là đối với chỉ định nội soi thì chúng ta có thể áp dụng khi mà bệnh nhân có triệu chứng dai dẳng hoặc là triệu chứng báo động. Triệu chứng báo động ở đây đối với các bác sĩ chuyên ngành tiêu hóa sẽ là các triệu chứng như là gầy sút cân, nuốt đau, nuốt nghẹn thiếu máu thì đấy sẽ là hoặc là tuổi từ 60 tuổi trở lên thì đấy sẽ là các cái triệu chứng mà để bác sĩ chỉ định là bắt buộc phải tiến hành nội soi thế còn đối với đo pH trở kháng 24 giờ thì do cái điều kiện hạn chế nên là sẽ không thể chỉ định thường quy mà chỉ áp dụng đối với những cái trường hợp mà không đáp ứng với điều trị Tuy nhiên thì chúng ta rất lưu ý là cái phương pháp này nó cũng khó thực hiện bởi vì là uh, nó có một số những cái yêu cầu về mặt kỹ thuật. Uh, vì vậy cho nên là ở cái nhóm đối tượng bệnh nhân rất là đặc biệt mà mình không thể mình bắt buộc mình phải có chẩn đoán xác định hoặc là nếu mình muốn chỉ định cho bệnh nhân phẫu thuật thì đây sẽ là phương pháp mình bắt buộc mình phải làm. Theo đồng thuận si thì sẽ có 5 bước để mà mình quản lý gợt. Trong đó thì ở những cái trường hợp nhẹ thì chúng ta có thể thay đổi lối sống. Những trường hợp mà nặng hơn một chút thì chúng ta dùng antinat. Sau đó thì chúng ta có thể uh, uh, phối hợp với PPI và khi nào mà đạt được đáp ứng rồi thì chúng ta có thể giảm. Hoặc là chúng ta chỉ dùng antinat hoặc là chúng ta dùng PPI on demand. Có nghĩa là khi nào bệnh nhân có triệu chứng thì chúng ta mới dùng. Tiếp theo đó thì năm 2021 thì hội... Uh, Hội tiêu hóa Hoa Kỳ cũng đã đưa ra một cái khuyến cáo thì cái khuyến cáo này rất là hay và cái khuyến cáo này hoàn toàn có thể áp dụng được với Việt Nam đó là bổ sung thêm với đồng thuận Lyon. Nếu như đồng thuận Lyon yêu cầu là bắt buộc trên hình ảnh nội soi phải là Los Angeles từ C trở lên thì cái này là rất là khó gặp trên lâm sàng. Thế thì đối với ACG 2021 thì bổ sung là có thể có những trường hợp mà Los Angeles từ độ B trở lên có nghĩa là có cái vết trượt ở trên đường Z khoảng độ 5 mm trở lên thì mà bệnh nhân có triệu chứng điển hình và có đáp ứng PPI thì cái này là mình được phép chẩn đoán xác định đây là uh, trào ngược. Và trong ACG 2021 thì cũng nhấn mạnh vai trò của PPI đó là mình sẽ chỉ định PPI khi mà bệnh nhân không đáp ứng với à mình sẽ chỉ định đo pH trở kháng 24 giờ khi mà bệnh nhân kháng trị không đáp ứng với PPI thì lúc đó mình sẽ đứng trước câu chuyện là tiếp tục điều trị nội khoa hay là chuyển người bệnh sang phẫu thuật ngoại khoa thì nếu như mình muốn uh, chuyển người bệnh sang phẫu thuật ngoại khoa thì lại phải quay lại người bệnh này có thật sự là trào ngược không thì lúc đó sẽ là vai trò của đo pH trở kháng 24 giờ. Đo pH trở kháng 24 giờ có thể làm hai cách, on PPI hoặc là off PPI. Nếu mà đo on PPI có nghĩa là bệnh nhân đó vẫn dùng PPI và mình sẽ đo. Thế còn off PPI có nghĩa là mình sẽ cho bệnh nhân ngừng PPI trong vòng một tuần rồi mình mới gửi đi đo pH trở kháng 24 giờ. Và với những bệnh nhân mà có triệu chứng ngoài thực quản kèm theo triệu chứng điển hình của gột thì có, thì theo cái khuyến cáo ACG 2021 này có thể điều trị 8 đến 12 tuần trước khi mà mình tiến hành các cái thăm dò tiếp theo. Một cái khuyến cáo nữa đấy là khuyến cáo của Hội Nhu động Thần Kinh ruột ở châu Âu và Hoa Kỳ. Thì cái khuyến cáo này dành riêng cho gợt kháng trị. Thì cái khuyến cáo này thì cũng có đưa ra một số quan điểm. Đấy là 40% bệnh nhân là không có đáp ứng với PPI. Nhưng mà các cái khái niệm liên quan đến gợt kháng trị thì có nhiều cái nó còn chưa thật sự là thống nhất. Ờ, trong đó thì đặc biệt là ở cái khuyến cáo này đã đưa ra sự khác biệt của một số thuật ngữ. Ví dụ như là triệu chứng trào ngược dai dẳng được định nghĩa là trước đấy bệnh nhân phải có chẩn đoán xác định gợt bằng nội soi hoặc đo pH 24 giờ rồi nhưng mà sau khi điều trị thì không đáp ứng nó sẽ khác so với gợt kháng trị có nghĩa là cái bằng chứng gợt này còn tồn tại trên nội soi hoặc đo pH trở kháng 24 giờ on PPI và quay lại câu chuyện là vậy tại sao bệnh nhân của chúng ta lại không đáp ứng với PPI thì nó sẽ có một số cái lý do. Lý do thứ nhất đấy là khi bệnh nhân của chúng ta chưa thật sự đạt được đến cái liều tối đa để ức chế bài tiết axit. Lý do thứ hai đấy là bệnh nhân của chúng ta trào ngược nhưng mà lại không phải là trào ngược dịch axit, có thể là bệnh nhân của chúng ta trào ngược dịch kiềm hoặc là dịch axit yếu thì khi đó khi mà chúng ta đẩy liều PPI lên thì sẽ không đáp ứng. Và thứ ba đó là chúng ta nghĩ rằng bệnh nhân của chúng ta bị trào ngược nhưng trên thực tế khi đo pH trở kháng 24 giờ thì phát hiện ra bệnh nhân của chúng ta không phải là trào ngược thì đây sẽ là những cái nhóm nguyên nhân chính lý do vì sao mà bệnh nhân không có đáp ứng với điều trị và khi đó thì chúng ta sẽ quay trở lại cái cơ chế bệnh sinh nguyên thủy của trào ngược thì sẽ thấy là cái việc mà mình ức chế bài tiết axit nó chỉ là một phần thôi thế còn cái câu chuyện còn lại nó có thể liên quan đến túi axit nó có thể liên quan đến rối loạn nhu động của thực quản vì vậy cho nên là ở đối với cái đồng thuận này thì người ta có khuyến cáo là nếu như bệnh nhân trước đấy chưa từng được chẩn đoán là trào ngược thì hãy cho bệnh nhân ngừng PPI một tuần và sau đấy mình sẽ đo pH trở kháng 24 giờ off PPI. Còn nếu trước đấy bệnh nhân đã đủ tiêu chuẩn rồi thì mình có thể cho đo on PPI để từ đó có chỉ định phẫu thuật một cách hợp lý. À, tôi xin dành ít phút tiếp theo để giới thiệu một số những cái dữ liệu ban đầu tại Việt Nam thì thật ra hiện tại tại Việt Nam thì cũng đã có đầy đủ các cái phương tiện để làm. Chúng tôi cũng đã có đo pH trở kháng 24 giờ. Chúng tôi cũng đã có đo áp lực nhu động ở thực quản độ phân giải cao để loại trừ các cái rối loạn về nuốt ở những cái bệnh nhân này. Ờ, ngoài ra thì chúng tôi cũng có một cái công cụ mà tôi nghĩ là các bác sĩ tai mũi họng có lẽ cũng sẽ rất hứng thú. Đấy chính là PEP test. PEP test là một cái test để mà đánh giá xem là có pepsin ở trong nước bọt hay không. Thì nếu mà có pepsin ở trong nước bọt thì nó sẽ là một cái dấu hiệu để uh, gián tiếp chỉ điểm rằng là như vậy là có tình trạng ngược từ dưới dạ dày lên trên vùng họng thanh quản thì đối với phép test thì cũng có thể thực hiện hai cách đấy là định tính hoặc là định lượng nếu mà định tính thì nó sẽ giống như cái test kit dương tính hoặc âm tính thế còn nếu mà định lượng thì mình có một cái máy nhỏ xíu bằng nửa lòng bàn tay thì cũng có thể đo được cái nồng độ của pepsin ở trong nước bọt của người bệnh Thế thì khi mà tiến hành đo pH trở kháng 24 giờ và đo áp lực nhu động thực quản ở cái nhóm bệnh nhân gợt kháng trị ấy, thì chúng tôi cũng ghi nhận được là cái nhóm mà chúng ta chẩn đoán là gợt kháng trị trên lâm sàng ấy, thì trên thực tế là có 60% thật sự là gợt kháng trị, Thế còn 40% còn lại không phải là gợt mà nó sẽ nằm ở các nhóm đấy là nhóm thực quản tăng nhạy cảm, tức là chỉ cần một chút dịch thôi là bệnh nhân cũng có cũng uh, có triệu chứng hoặc là ở nhóm là nóng rát chức năng và với những cái nhóm này thì nếu mà không làm đo pH trở kháng 24 giờ thì không thể nào mà chẩn đoán được. Ờ, chúng tôi cũng có đánh giá thử ở cái nhóm bệnh nhân trào ngược xem là các cái rối loạn về nhu động thực quản mà liên quan đến thì nó sẽ bao gồm những cái gì. Thì chúng tôi ghi nhận là có khoảng gần 50% các trường hợp là có cái tình trạng là thực quản kém co bóp. Chính vì thực quản kém co bóp cho nên khi dịch ở dưới dạ dày đẩy lên thì không có thể nào mà thực quản co bóp để tống cái dịch này xuống được. Và cũng có 20% trong số các trường trường hợp này thì có tình trạng giảm cái trương lực của cơ thắt thực quản dưới như vậy là thấy là đối với bệnh lý trào ngược thì cũng có rất nhiều những cái cơ chế liên quan mà khá là phức tạp Ờ, ngoài ra thì chúng tôi cũng có thử tiến hành một cái kỹ thuật mới đấy là đo điện thế niêm mạc thực quản để xem thử xem là ở cái nhóm bệnh nhân có và không có trào ngược thì có sự khác nhau không. Thì cái kỹ thuật này tương đối là mới và có lẽ là trong một vài năm tiếp theo thì tôi nghĩ đây sẽ là một trong những cái bước tiến rất lớn ở chuyên ngành tiêu hóa. Có nghĩa là thay vì việc mà bệnh nhân phải đeo cái dây cái máy đo pH trở kháng 24 giờ thì chúng tôi trong quá trình nội soi có thể luồn một cái catheter vào để đánh giá ngay cái điện thế niêm mạc thực quản thì nếu như mà cái điện thế này thay đổi thì nó chứng minh là có cái tình trạng viêm ở uh, vi thể tại niêm mạc thực quản và là dấu hiệu chỉ điểm của trào ngược À, và cuối cùng thì chúng tôi đang bước đầu ứng dụng pep test, test ở trong thực hành thì cũng thấy được là uh, cái cỡ mẫu ở đây thì nó còn thấp bởi vì chúng tôi cũng chưa tổng kết cái dữ liệu hiện tại thì có lẽ dữ liệu nó được khoảng độ 100 bệnh nhân và có đối chiếu với đo pH sở kháng 24 giờ nhưng mà hiện tại thì chưa có tổng kết tuy nhiên đây là cái kết quả bước đầu trên 30 bệnh nhân thì chúng tôi cũng thấy là cái khả năng mà ứng dụng pep test, test ở trong thực tế ở đối với các cái nhóm bệnh nhân trào ngược nó rất là cao và chắc chắn là đây sẽ là một cái test mà có thể sử dụng được cho những nhóm bệnh nhân ví dụ như là phụ nữ có thai trẻ em người già yếu hoặc là những bệnh nhân mà không có muốn nội soi dạ dày. À, tôi xin được kết luận bài trình bày của mình ở một số điểm đấy là việc quản lý trào ngược thì thật ra là khá phức tạp bởi vì cơ chế bệnh sinh của trào ngược phức tạp. Ờ, trong khoảng thời gian vừa qua thì đã có khá nhiều những cái đồng thuận mới trong đó đồng thuận si cho khu vực đông nam á thì ghi nhận là chủ yếu của chúng ta sẽ là nhóm nợt là nhóm không có tổn thương trên nội soi và việc mà chúng ta sử dụng bước đầu anginat và sau đó phối hợp anginat với ppi sẽ là điều trị nền tảng đối với những trường hợp mà cột kháng trị thì chúng ta lưu ý đến vai trò của đo pH trở kháng 24 giờ và đối với cái đồng thuận mới của hội tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2021 thì đã giúp các bác sĩ lâm sàng nới rộng hơn cái chẩn đoán đó là đáp đó là nếu như chỉ có viêm thực quản trào ngược lốt Angeles B là đã có thể chẩn đoán trào ngược rồi và thực ra hiện tại tại Việt Nam đối với chuyên ngành tiêu hóa chúng tôi đã có trong tay các công cụ để chẩn đoán những cái trường hợp khó rồi à, xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý. Vía.